Mục đích của tao ấy là kiếm chồng chứ không phải kiếm tiền. Mục đích của tao ấy là kiếm chồng chứ không phải kiếm tiền. Mục đích của tao ấy là kiếm chồng chứ không phải kiếm tiền. Mục đích của tao ấy là kiếm chồng chứ không phải kiếm tiền. Mục đích của tao ấy là kiếm chồng chứ không phải kiếm tiền. Mục đích của tao ấy là kiếm chồng chứ không phải kiếm tiền. Mục đích của tao ấy là kiếm chồng chứ không phải kiếm tiền. Mục đích của tao ấy là kiếm chồng chứ không phải kiếm tiền. Mục đích của tao ấy là kiếm chồng chứ không phải kiếm tiền. Mục đích của tao ấy là kiếm chồng chứ không phải kiếm tiền. Mục đích của tao ấy là kiếm chồng chứ không phải kiếm tiền. Mục đích của tao ấy là kiếm chồng chứ không phải kiếm tiền. Em là người yêu của anh, chứ em không phải là mẹ anh. Em là người yêu của anh, chứ em không phải là mẹ anh. Em là người yêu của anh, chứ em không phải là mẹ anh.